Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của mình. Đấy, thì mình đang chuẩn bị đi chơi một trận liêng rất là to. Thì nhân tiện đây mình quay cái clip này để mình hướng dẫn cho anh em cách làm sao mà để cho anh em đi chơi liêng bịp hiệu quả nhất, mà an toàn nhất, kín đáo nhất. Đấy, thì đối với anh em nào mà chưa chơi liêng bịp bao giờ, chưa chơi các đồ cờ bạc bịp bao giờ, thì anh em nên theo dõi kỹ video này của mình để anh em hiểu hơn. Đấy, thì ở clip này thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em đi chơi liêng bịp nói riêng và cờ bạc bịp nói chung về các bộ môn liên quan đến bài lá. Thì đây là một bộ sản phẩm mà hỗ trợ tốt nhất cho anh em chơi được tất cả các cái trò chơi liên quan đến bài lá, ví dụ như là xâm lốc, ba cây, liêng, bài cào, binh sập sám, binh Ấn Độ, đấy, xỉ tố, xỉ rách, tất cả các trò nào mà liên quan đến bài lá là đều hỗ trợ cho anh em hết anh em nhé. Ví dụ như anh em đi chơi liêng thì anh em có thể biết được bài nào là bài lớn nhất này. Ví dụ mình xào chẻ bình thường, đúng không? Mình xào chẻ xong mình đặt xuống cho người ta cắt thoải mái này. Đấy, người ta cắt xong mình mới chia, đúng không? Thì mình đã biết được bài số 2 là bài lớn nhất này. Đây, bài số 2 này sẽ là bài lớn nhất. Anh em có thể cùng xem. Đó, bài số 2 9 điểm lớn nhất, đúng chưa? Cắt thoải mái anh em nhé. Đấy, tiếp tục này. Đấy, đặt bài xuống này, cắt đầu này, cắt đít luôn. Mình có thể cắt đầu cắt đít thoải mái anh em nhé. Là đánh hoàn toàn là ok cho anh em luôn. Đấy, bài này bài mình lớn nhất rồi, 100% bài mình lớn nhất này. Mình không cần ngửa bài lên này, chỉ cần chia luôn, mình đã đánh luôn. Đấy, là mình đã biết bài mình lớn nhất rồi. Tại vì sao? Tại vì mình đang sử dụng cái bộ sản phẩm máy đánh bài rồi anh em nhé. Bài này này, 1 điểm đúng không ạ? Bài này này, 1 điểm này. Bài này, 1 điểm đúng không? Thì bài mình chắc chắn sẽ là bài lớn nhất rồi. Bài mình chỉ cần 5 điểm thôi, đó là lớn nhất rồi. Hoặc ví dụ như là anh em muốn lấy bài lớn nhất về mình cũng rất là đơn giản. Đấy, anh em việc chỉ việc bỏ lá nhá, anh em chỉ việc bỏ lá là anh em có thể lấy được bài lớn nhất về mình. Rất là đơn giản và hiệu quả cho anh em. Đấy, ví dụ như là anh em bỏ đi một số lá nào đó là bài anh em sẽ bài lớn nhất. Ví dụ ván này anh em bỏ đi một lá này, ngửa lá này lên luôn này, chia, bài của anh em sẽ là bài lớn nhất. Đấy, cực kỳ là chuẩn này. Bài này 7 điểm đúng không ạ? 7 điểm bé, 4 điểm bé, 5 điểm bé. Bài của mình đây, 9 quy rô, anh em thấy không? Rất là hiệu quả cho anh em đi chơi bài lá. Chơi liêng đã thế rồi, mình sẽ test cho anh em xem luôn ở chơi ba cây. Đấy, cho anh em cùng xem luôn về chơi ba cây là anh em sẽ hiểu. Đấy, về cái độ hiệu quả của con máy này như thế nào. Đấy, tất cả các trò nào liên quan đến bài lá đều có thể chơi được anh em nhé. Đấy, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo, là bên mình sẽ có người tư vấn cho anh em 24/24 anh em nhé. Đấy, hoặc anh em có thể đến trực tiếp hai cơ sở của bên mình. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi, anh em alo là có người ra đón anh em. Đấy, thì mình sẽ test cho anh em một trò ba cây này. Đấy, mình sẽ test cho anh em trò ba cây nhé. Ví dụ mình cầm bài này. Anh em thấy không? Mình cháo bài xong, mình cầm bài trên tay này. Một, mình ngửa lá đầu tiên lên lá 6 đúng không ạ? Tính từ nhà bốc này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, chia từ nhà này thì là bài mình sẽ là bài lớn nhất 100% luôn. Đó, anh em thấy không? Bài mình 6 điểm lớn nhất này. Test lại cho anh em xem ván nữa. Đấy, 5 thì anh em bỏ đi 5 lá cho mình, ngửa lên này, 5 thì chia từ nhà mình, 5 nhất 5 này. Đó, thì bài mình sẽ là bài lớn nhất. Anh em thấy không? 10 nhân đôi luôn. Rất là ok cho anh em. Đấy, thì mình sẽ cho anh em xem kỹ hơn về cái con máy này. Nãy giờ thì mình chỉ cho anh em xem là về độ hiệu quả của nó đúng không ạ? Còn đây mình sẽ cho anh em xem kỹ hơn về cái dòng máy này.
dòng máy đánh bài này nó sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em này. Đấy, ví dụ như đây là một con CVK 680, là con máy cao cấp nhất hiện nay trên thị trường. Đấy, con máy này thì kiểu dáng của nó giống con iPhone 7 Plus này, kiểu dáng giống con iPhone 7 Plus, rất là đẹp, cực kỳ ok. Còn nhiều anh em lại thích về các cái dòng Samsung thì đây, đây có một cái dòng Oppo cho anh em. Dòng Oppo này thì giá thành của nó rất là rẻ, cực kỳ là hợp lý cho anh em này. Đấy, hoặc như đây, một con Samsung, anh em thấy không ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, kiểu dáng thì dòng hiện đại nhất bây giờ rồi, đúng không ạ? Đấy, còn đây thì là con CVK mà mình vừa giới thiệu đến cho anh em. Đấy, mới, tất cả các cái dòng máy bên mình đều là mới 100% anh em nhé. Còn những cái dòng máy cũ ấy, thì bên mình cũng có bán và giá thành của nó thì lại hợp lý hơn rất là nhiều cho anh em. Còn về cách sử dụng con máy này thì là bên mình sẽ đã có rất là nhiều video hướng dẫn rồi. Thì anh em hãy đăng ký kênh, anh em vào kênh của mình là anh em có thể thấy được. Đấy, những cái video mà mình hướng dẫn chi tiết cụ thể cách sử dụng. Đấy, mình chỉ giới thiệu sơ qua lược về con máy này, tại vì mình còn chuẩn bị đi chơi nữa rồi. Đấy, thế anh em nào mà muốn biết chi tiết hơn, anh em có thể vào Zalo số hotline này, hoặc anh em gọi điện trực tiếp cho mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.